Hello, xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình có đột nhập qua trại của bạn mình đó bạn, để mình quay cho các bạn xem một số dòng cá bên trại của bạn mình ha. Thì cá vẫn nói chung là cũng hơi giống giống, một số dòng cũng giống giống bên trại mình đó bạn, thì cũng bán bình thường luôn ha. Các bạn thấy không, trại giờ lót bạc hết đó bạn, rất là đẹp luôn. Còn bên đây thì cái bộ beta gồng đỏ với gồng vàng ha. Anh tí mình quay mình chia sẻ cho bạn mấy cái con beta luôn, tại không có hồ sơ các bạn, cái hồ sơ bị mắc rồi, vì mình sẽ quay sơ qua cho các bạn thôi, chứ không có hồ sơ, vì mình không có sơ cho các bạn xem được. Ở ngoài nó sáng lắm nha các bạn, tại lên đây nó kiểu như cái màu nó hơi bị tối á, lên cái điện thoại màu hơi bị tối, các bạn hơi khó xem tí nha. Đây là Blue Tajan đó các bạn, cái dòng này thì cực kỳ dễ nuôi luôn. Này bạn mình cho ăn bo bo nè bạn, với cám cà riêu rồi trùng nữa bạn. Bởi vì con cá nó cái body rất là đẹp luôn, thấy không, đều đó bạn. Cá số lượng nó nhiều, cái hồ số lượng nó nhiều nhưng mà cái size cá lên rất là đều luôn. Còn cái bộ này là Dumbo Big E nữa bạn, Dumbo Big E mà đuôi kiểu hơi tròn á, nói chung nó chuẩn lắm bạn đó, thấy không. Lutajan nè, này full ghép Lue cũng Dumbo đó, Dumbo bên chạy bạn mình rất là nhiều luôn. Như Lutajan, thấy không? Tại bạn mình mới cho ăn các bạn, đang giục còn cám nổi rất là nhiều luôn. Bởi vì mình lợi nó không có bu mình các bạn. Còn lúc mà chưa cho ăn á, bạn lợi là nó bu bạn. Thấy mình lợi là nó bu lại nó kiếm ăn các bạn. Nhìn rất là mê luôn các bạn. Bộ này là full ghép Lue giống các bạn. Với nuôi lót bạc kia này các bạn, cái cá nó ít bệnh ít này kia, nói chung là nó khỏe hơn so với cái hồ xi măng của mình các bạn. Bên mình cái hồ xi măng nói chung là cá cũng khỏe nhưng mà cái khả năng bệnh á, cái xác suất bệnh á nó cao hơn ha. Còn lót bạc gì thì nó ổn hơn. Cái hồ này quá trời luôn. Nhưng mà có con beta nữa không? Con gồng đỏ nè. Kẹo hết các bạn. Lutajan thì quanh quẩn chỉ có mấy dòng hả bạn. Rồi mình xuống đây mình cho các bạn xem mấy cái bộ beta gồng đỏ gồng vàng. Đây bộ này là bộ beta gồng đỏ gồng vàng này hả bạn. Thì cái này bạn mình đang bán cá này cá tơ nha bạn, thì 3k trên con nhé, bắt lận 100 con nha bạn. Đây trong vắt luôn, tại không có hồ sô bạn, cá rất là đẹp luôn á, nhưng mà cá này cá tơ nha, phải có hồ sô mình vớt mấy cá xài lớn cho bạn xem. Nhìn nè, khá là nhiều luôn. Con này xài này hơi lớn hơn tí. Này cả ngàn con luôn các bạn. Thì 3k trên con nha các bạn, bạn nào có bắt thì nhắn tin cho mình. Con này thì đi bao khỏe luôn, ra tới Hà Nội bình thường. Thấy không? Nguyên cái vàng bên đây là beta ha các bạn, gồng đỏ gồng vàng. Đây cũng beta luôn. Cái hồ này cá con con beta mà nó nhỏ tí quá. Đây đây là nhìn cảm giác rất là phê đúng không các bạn. Ở ngoài á mà nhìn thấy cá nó nhiều nó khỏe, các bạn mà nuôi cá mà nhìn cá nó khỏe là cảm giác rất là vui các bạn.
chứ nó bệnh một cái là hay mệt trong người luôn á. Nuôi mấy tháng trời mà quay qua nó bệnh là hay bị đuối, bởi vì cá khỏe rất là anh nhắc thấy đã lắm. Đây nữa nè, gồng vàng các bạn, gồng vàng mấy con mà đuôi đỏ đỏ này là gồng đỏ nè các bạn, đây gồng đỏ, còn mấy con vàng này là gồng vàng các bạn. Đây để mình quay mấy con cá tách phom cho các bạn xem. Tách phom thì đây, đây này các bạn, mấy con này các bạn có về làm giống vẫn được các bạn, nó nhả bọt hết rồi, về làm giống được hết rồi các bạn. Tại không có hồ sô á, thì mình không có lấy lên sô cho bạn được. Rất là nhiều luôn các bạn. Thì cái này gồng đỏ gồng vàng này là 30k trên con nhé bạn. Các bạn lấy nhiều thì mình để giá khác cho các bạn ha. Thì đây là cái khuôn viên cái hồ của bạn mình đó bạn. Thôi thì mình cũng xin kết thúc video tại đây các bạn. Tại mình sẵn tiền mình qua đây mình đưa trùng cho bạn mình đó, mình quay cho các bạn xem thôi. Còn các bạn thích dòng cá nào thì liên hệ với mình. Có bộ gồng đỏ gồng vàng tơ hồi nãy là 3k trên con ha, bắt lần 100 con nhé bạn. Rồi thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Các bạn nào yêu mến mình thì cho mình xin một sub, một like và một share nhé bạn. Và nhớ nhấn chuông để theo dõi các clip tiếp theo của mình nha. Thôi thì mình xin chào các bạn ạ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.